Nam mình sẽ live ngày 30 tháng 8 nha, 30 tháng 8 2020 lúc 14 giờ chiều. Mình sẽ công chiếu nha, công chiếu lên trên Tăng Nguyễn Đức Nguyên nha. Đây nó dùng từ. Nam mình đắm trước nha, đắm này khá to, tầm 3 lít mấy nha, 3 lít mấy nặng, khá to. Bên trong một kê luôn. Hai cái nha, hai cái lên mã nha. Đây là số 1 nha. Cân nặng là 1,4 nha, 420, cặp này là 420 nha, cặp này khá to. Một con tầm 3 lít rưỡi, một con tầm 4 lít nha. 420. Bây giờ tôi kéo kéo ra. Đây là số 1 nha, 420. Đây là số 1, 420 nha, hai cái hai cái hai cắm đẹp lắm, không kêu không từ nha. Cặp này cứ kêu y chang nó cưng nha. Này dạ. Nồi 2,5 à. Keo nha. Dày lắm, cắm này dày lắm. Một ký ba nha, một ký ba là 390 nha. Cái bà hai cắm là 390. Ba trăm chín nha, này 390, con 2,5 lít, con 3 lít nha. Con này còn 3 lít nha, con này 2,5 lít tiếp. Một ký rưỡi nha, cặp này 450. Không từ nha. Số 3 nha, 450. Cặp này 2,5 lít, ờ tới kia. Kê vô đi. Nói chung là ấm rất là đẹp nha, ấm rất là đẹp. 1,1 kg nha. 330, cặp này có 330. Cặp kêu nha, con này 2,2 lít, con này 2,5 lít nha. Cũng được. Cùng từ được nha. Rồi xét dùng đá xíu. Đây là 330 nha, ký 3 luôn nha. Cặp này thì 3,3 kg, cái này hơi cũ nè. Cái cặp tấm kim này hơi to, hơi cũ dưới nha. 330. Hai cái có 330. 1,4 kg giác luôn. 330. Kêu nha, kêu dùng từ nha hai con này. Con này hơi cũ cũ chút xíu nha, bự lắm. Nó kêu tiếp theo. Đây nha, dùng từ nha, này đẹp. Cái tay này là do nó sơn này nè. Cái lưỡi này kêu ra. À. 330 tiếp. Cái mốt kêu. Nói đi. Càng xa đi, ảnh càng xa đi. Ảnh càng xa đi. Càng xa bắn trong xứ đi. Đây yên tĩnh tôi quay cây số số 6 nha, 330. Lo đổi ra ta đi. Chồng ơi, chồng ơi, ẩm vợ ra sao đi. Quay mấy cái mệt rồi. Bố ơi, ẩm cái ra sao về. Ha 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 ha. Nên
Nè thứ sáu nha, 330 cặp 330 nha. Tiếp theo cặp này dễ cưng quá, một lít một cơ một cát khoảng tầm 250 rồi nha, một ký 1,4 420. Số 7 420 nha, cặp này cưng lắm. Bình lượng giống nhau ha. Rồi mình tiếp theo nha. 1,4 ký 50. À, thêm 15.000 nữa. 435.000. Đẹp nha, cặp ấm đẹp nha, đẹp nó đẹp có bệnh điều mà nó gì. 335.000. Ý 435.000. Dạ chẳng có ai dẫn này kìa. Trang nghĩa đây theo đây. Má nó nổ luôn trời. Má nó nổ cái con mành đầy đi nè. Má làm được rồi, con làm được rồi. Ghê quá, nè đây. Ha. Một ký 2 nha, 306. Ờ, cứ bánh đi. Cặp này 306 nha. Số 9 nha. Không từ nha, bộ này không từ phải không? Không từ nha. Cái nồi này là lẩu được mà không từ nha, mà nấu canh cũng được. Đẹp không? Đẹp ken luôn. Đẹp ken xà beng luôn nhưng mà không có dùng từ. 26 phân. 14 phân nha. Mới ken luôn. Không từ nha. Một ký 8 nha, 2 ký 500 trừ ra 50.000 nó sẽ là 450 nha. Cặp này 450 đúng không mấy đứa? Mấy đứa quyền. Số 10 nha, 450, cặp này 450 nha. Bây giờ má nặng số 8 mà nặng thế nha các bạn ơi. Không từ tới keo nha. Cặp này 21 phân nha, 9 phân. Cái thứ hai 17 phân, 9 phân nha. 1 ký 3, 1 ký là 250. Làm mấy đứa nhỏ thôi quyền. 1 ký là 250, 2 ký là nữa là 300. 300 là 325 nha. Số 11. Có từ không Quyền? Tới có từ nha, tới có từ. Đẹp nha, dày đẹp nha. Mắt tin cho ban luôn nè. Cái thứ nhất nha. 22 phân, 10 phân. Cái thứ hai 17 phân nha. 8 phân nguyên khối nha, dòng nguyên khối nè. Qua sử dụng rồi nha, hàng nó được nhật qua sử dụng nha. 1 ký 7 yếu. 1 ký rưỡi là nhiêu? 1 ký 6 là 400 420 nha. Cặp này 420 dày nguyên khối không nha, hai cái đều dày nguyên khối thôi nha. Nha, hai cái dạy nguyên khối hết trơn nha. Dùng từ không Quyền? Dùng từ nha. 21 phân, 9 phân. 21 phân,
11 pha. 1 cái 4 nha. 350, yếu một tí xíu, 340 nha. Cặp là 340 nha. Dùng từ nha. Nói chung dùng từ hết em. Thì 4 bài rồi, 20 phân nha. 10 phân. Hai đáy nha. Cái thứ hai. Nguyên khối nha. 20 phân, 9 phân. Mắt in ra ban nha. Một ký 8, 2 ký 500, bớt 50.000, 450 nha. Cộng như là mau nhất luôn. 450 nha. Cặp là 450 nha, một cái nguyên khối, một cái hai đá nha. Ôi giời ơi, má ơi nặng vậy. Cái này nó nặng lắm nha, đây là giống như của Mỹ mà của Nhật nha, Mỹ Nhật đây. À cái này của Mỹ. Mắt in xích web nha, dòng dòng Âu nha, đây là của mẹ của Âu nha. Đường kính 25 phân. Cái này của Mỹ nha, cái này của Mỹ nha. Còn cái này của Nhật nè. Nguyên khói luôn nha mà của Nhật nha. 19 phân. Cao 9 phân nha, hàng chính cao chính. 2 ký 6 nha. 2 ký 500.000, nửa ký nữa là 125, thêm 25.000 nữa là 230. Ý nói chung là 300.000 với cái gì 500.000 với 300.000 nè, như chạy gì lộn trời. 150. 150 là 650 tính. Tính vậy thôi chứ là từ tính chưa ra. Quá đỉnh chứ. Cặp này 650 nha, của Mỹ của Nhật. Có từ hết nha. Cái này nguyên khối nha. Tưởng không được. 21 phân, 8 phân nha. Cái thứ hai. 19 phân, 10 phân nha. 2 cái đúng nha, cặp này 500.000 nha, chạy nguyên khối luôn nha. 500.000, số 16. Cái này nguyên khối nữa nha. Nguyên khối luôn. Nguyên khối nha. 22 phân, 9 phân. 20 phân, 9 phân nha. 1 ký 7, 425.000 nha. 425.000. 25 đờn nha, cái đờn cái cái đàn đồng hồ mình nó kêu cả đó đó. Bốn trăm năm mươi lăm ngàn tại đây nghe tiếng khởi hình cũng được. Dùng từ không quen dùng từ không không à bộ này không hai hai mai phân 10 phân cái thứ hai nha. 17 phân rưỡi 18 phân nha. Cái này nhẹ nè. Ký 3 nha, 309. Cặp là 309 nè. 309 nha, 1 ký 3. 3. Để gì vậy? Móp nha, móp nhẹ. Móp, móp nhẹ. 21 phân. 10 phân nha.
nha. Cái kia của Quyền khói mở móc nhẹ nha, 18 phân, 9 phân nha, 425. Mình sẽ bác bớt tiền móp 5.000 là 420 nha. Có từ hết rồi Quyền. Không từ la lên nha. 21 hay 2 phân, 11 phân nha. Cũng ổn định lắm, không mỏng cũng không đều nha. Quánh liên can tới này trời. Liên can không? Trời, cái này quánh này nó có nắp đâu. Mà nắp trong cái đồ khác á. Chạy đi. Cái quánh nha. Martin Japan nha. Martin Japan. Cái này không có nắp đâu nha. Đúng không? Thôi kìa, đúng rồi. 18 phân 245. Còn kỹ tư nha, 420. Cái cây cũng bị lộn rồi. Cái này là mà 350 nha. Vì có cái bị lộn mà ai biết thì cứ nhắc thì hỏi mình. Trời trời, đợi hỏi nó bán cái đời nào nữa. Tới nhà người ta luôn rồi, 350 nha. Cặp này bao nhiêu? Cái này là một đáy nha. Nhưng mà cũng nó ổn, 22 phân. Đúng rồi. Cái đó dùng từ á. Dùng từ 19 phân. 10 phân nó hơi bị xám nha, do nó dài dòng hai đáy. 450 nha. Mình sẽ bớt cái phần này nó không được hoàn chỉnh nè. 445 nha, tại vì 450 445. Bớt 5.000 nha. Nồi này rất đẹp. Nồi này là cái gì? Cái đồng nè. Nhưng mà bị chùi ra bớt phần đồng nha. Đáy đồng nha. 26 phần, 9 phần. Đây là cái nồi rất dày nha. Cho chị chảo được Quyền ơi. Sắp thêm dài để cho chảo đi. Cái này thì hơi mỏng nha. Nhưng quan trọng nó mỏng hay nó nhẹ. 19 phần nha. Nhìn từ hết nha. Nha. 375. 1.450 nha. Mà 370 thôi. 75. Là hơi nặng nè. Cái này là luộc hơi bự nha, dùng từ nha. 26 phân, 10 phân nha. 18 phân, 9 phân nha, hai đáy đẹp nha, có chữ nè. Khá nặng nha, cặp này nặng nha. 2.1 525 ngàn, cặp này 525 ngàn. 525 nha. Cái chảo đi, em lùi chảo chị được rồi. Khách chảo đi, nhanh nhanh lên. Ây da, cặp này to thế, cặp này nặng quá vậy. À, tụi có chảo cái nồi gắt vậy nè. Hàng này của Nhật chứ của Mỹ nha, hàng dày á. Gắt dày nha. Nồi này gắt dày chở nặng má ơi. 24 phân, 10 phân nha, cầm tay không nổi. 19 phân, 8 phân nha. 2.4 nha, 600 ngàn. Cái nào cái giống của Mỹ luôn á, nhưng mà là cái dòng Âu á, nó không Âu quốc. Cặp này 600 ngàn nha, 624. Không từ ra, cái này không từ nha.
không từ nha, mà cái nồi lục già được mà không từ nha, cái này lục ra được không từ nha, cái số 25 này không từ nha, 23 phân, 16 phân, cho búa rồi, búa đây nè, búa kìa, không từ nha, cái quánh này nè, không từ nha, 20 phân, 12 phân nha, 2 kg cặp này 500 ngàn nha, thứ 25 không từ nha, không từ. Không từ nha, số 25. Có từ nha. Cái này là lỗ bự nha. Lỗ bự nha, lỗ bự. 27 phân. 9 tới 10 phân nha, có từ nha. 19 phân tới 20 phân nha. 89 phân có từ nha. 2 kg 2 550. Tiếp theo là chảo nha, bắt đầu chảo. Hai cái này không từ nha, hai cái không từ, nói chung là cũng qua sử dụng rồi. Đồ bán là cho lỗi, mình bán cái bộ chảo là 200.000 ký cho bị lỗi nha, lỗi nha. Cái này 200.000 ký chảo này nha, cái nào không lỗi mình không lỗi mình lỗi nha. Cặp chảo này là 200.000 lỗi. Lỗi nhẹ thôi, nhưng mà cũng là lỗi. Mình đi gõ gà nha, ký lô nha, cặp chảo là 200.000. Có 27. Cặp chảo này á mình sẽ bán lỗi luôn, nó không có bị gì trơn nhưng mà nó bạc bạc nè nha. Rồi, xe 28. 200.000 tới xe luôn. Đường kính 26 phân với 20 phân nha, 26 27 phân 20 phân nha. Thì chảo dần dần nó cũng có nhiêu rồi. 200.000 tiếp nha, bị lỗi nha. Này á thì mình bán lỗi luôn nha. Rồi 200.000 tới xe luôn. 26 phân với 20 phân. Chảo lỗi nha, nó bán phần lỗi nha, lỗi tính lỗi. Này bị cũng bị xước nè. Tiếp theo cái chảo này cũng bị, nói chung mình bán lỗi nha, 200.000 luôn. Mai cái. Con này to nha, bự nha, nhưng mà nó bị xước, xước là do trung chuyển nha. Do mình làm nó xước. Hết lỗi chưa em? Hết cho đợi lỗi chưa? Cái lỗi đâu? Cặp chảo này qua đây. Tiếp theo, chảo lỗi tiếp theo nha. Cặp này thì nó bị đỏ nè. Dùng từ nha. Cặp này thì cũng là chảo lỗi, 250 nha. Cặp này 250 lỗi nha. Mình bán solo cái hàng lỗi này hết thì mình tính. Đây là dòng chảo lỗi nha, 250 nha, cặp này bự nè, 250 nha. Tiếp theo, cặp lỗi tiếp theo, dùng từ nữa nha. Nó bị gì á, nó bạc bạc luôn nè, mà nó còn mình lắm nha. Rồi bị đỏ nha, đỏ luôn, dùng từ, 250 tiếp theo. Lỗi nữa nha. Lỗi tiếp theo. Chảo nào có lỗi đâu em. Em đưa đi, đi chốt đi. Ừ, ai gọi nè. Đây. Hai chảo dùng từ nha, hay đỏ nha, bị đỏ nha, bị đỏ. Cặp này thì 300. Cặp này là 300 nha. Nó bị đỏ thôi nha, còn rất là mới. Dùng từ nha. Tới này lên tới ký 1,4 là 300 nha. Đây cặp này không từ nha, ít cái này cũng bị gửi rồi. Cặp này
này cũng không hoàn chỉnh lắm nè, con này sẽ ấy thôi, con này sẽ bị xước nè, xước kiểu như bị cái gì á. Cặp này thì ba 250 nha, 250 đường kính khoảng 26 phân nha. Chảo này không lỗi nha. Đây, cái này không lỗi nha, nó cũng nó to tương đối ổn hơn mấy con kia chút. Cặp này là 350 nha, cặp này 350. Cặp này 350 khá to nha, cái chảo này khá to đẹp nha, chứ cũng nổi nó ngày qua sử dụng rồi là đẹp rồi đó. 350 nha, một cái chảo lớn một cái chảo nhỏ. 1,2 kg nha. 350. Dùng cờ của đỏ nè. Ý. Dùng cờ, dùng cờ đó. Này nha. Bị đỏ nha, bị đỏ mà bóng. Cặp này 350 nha. Cặp này khá nặng. 1,4 kg nha. Nào lỗi bán lỗi nha. Hai cặp này dùng từ bị đỏ nè. 300 nha, cặp này 300. 1,2 kg nha. Bán giảm phần lỗi nha. Này có từ. Hai này thì ổn định hơn nha. Nói chung là tương đối ổn hơn nha. Này 3,3 kg, 330. 1,3 kg. Ba 38 nha. Có từ nha, cặp có từ, cặp này không từ nè. Cặp này không từ nha. Hổ chảo sau lồng của một chảo nhỏ nha. 300 ngàn. Cặp là 300 ngàn nha. 300 ngàn. Hai chảo này không dùng từ nè, tương đối này xước nhẹ ra. 1 kg nha, cặp này 300 ngàn. 1 kg giáp đó. Không từ nha, cặp này đẹp nè. 26 phân nha, 26 phân đến 27 phân. Cặp này 330, 42. Đúng mốt không? Cái này nhiều 30 à? 30 tháng 8. 330. Chả là không từ mà khá to như vậy nha. Trước xe không từ. Cặp này là 360 nha, 42. Con này là 360 nha, đẹp lắm nha, cặp này lớn nhỏ, dùng không dùng từ nha. 360. Cặp này là nói chung là tương đối ổn nha. Ổn, 42. Cái không từ nha, cái này nhôm nè, còn nhôm nè, một cái từ cái không từ nha. Cặp này 300 ngàn, 43, bốn mấy em hiệp. Chuyển khoản gọi hết trơn rồi, 350 chuyển khoản rồi nha, 2:04, 2:02 đi cốt nha, 350 chuyển khoản rồi, còn 2:02, 2:04 đi cốt nha. 43, 300 ngàn. Có từ nha. Hai con này là một con đó thì nó đỏ, một con thì nó bạc bạc, nó màu khác khác nè.
cặp này thay vì là 450 mình bán 400 nha. 44 tăng ký lên đi, 150 đó, 350 200 nữa tăng ký lên. Đây là 44 nha, 400 ngàn. Có từ nha, nhưng mà nó bị giảm được 20 ngàn. Cái cà chảo này rất đẹp, đây quánh nha. Đây là 300 ngàn nha, cặp này 300 ngàn nha, số 45. Thay 330 không bán. Đây là 45 nha, số 45 cuối cùng 300 ngàn. Mình còn nhưng mà mình không có, mình đây đi hẹn ra gặp lại lúc 14 giờ chiều mỗi ngày trên kênh Tăng TV và 20 giờ đêm nha, và 9 giờ sáng trang những cái video của mình phát nha. Mình gặp lại, bye bye.